Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến cửa hàng Mai Duyên để mang đến cho các bạn một video về top 5 xe tay ga giá tầm khoảng 4x cho các bạn, đặc biệt là quý ông ha. Địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn. Thì đây chính là tuyến đường Triệu Nương nha. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng mình về đây khoảng chừng có 5 cây số thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mời các bạn đi theo mình ra thẳng phía sau kho. Mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn những dòng xe tay ga từ xe chính hãng cho đến là xe nhập trong tầm giá 4x và giá là cực kỳ tốt tại cửa hàng. Hôm nay là 3 tây tháng 5 2023 ha. Đầu tiên mình phải nói liền, khi mình đã có gia đình rồi á mà các bạn chạy những dòng xe tay ga này nó tiện lợi lắm. Có cốp, thậm chí là có cổng sạc, cốp trước, cốp sau, rồi cổng sạc. Và ví dụ như các bạn chở bé mà chạy một tay á, bé ngủ gục hay ngủ gật á, mình có thể là vừa chở bé, mình vừa ôm bé mà vẫn chạy được về tới nhà, kiểu vậy ha. Bây giờ vào ngay cái giá liền cho các bạn, cho nó nóng ha. Giá hôm nay rất là tốt nha các bạn. Với dòng Vario 125 chúng ta sẽ có hai loại nha. Cái này đời 23 nè, cái này đời 22. Nhưng mà hiện tại thì giá nó bằng nhau luôn các bạn. Các bạn thích đời nào thì mình cứ mua đời đó thôi. Thực ra là nó có khác nhau một chút đó. Có khác nhau một chút. Vẫn có những bạn thích đời 22 hơn là đời 23. Và cái giá của nó sẽ là 40.900.000 cho bản khóa chìa. Các bạn thấy không? 4x. Nhưng thực ra là 4x này cực kỳ nhỏ. Cực kỳ nhỏ luôn. Còn nếu các bạn lên khóa thông minh á, thì nó chỉ có 43.900.000 thôi. Đó. Là như thế ha. Cho đời 23 nè. Kế đến nữa là một chiếc AB. Nó nằm ở giữa vòng quay của những dòng xe nhập. AB này, AB của Việt Nam nha. Tuy nhiên cái giá cũng đang rất là tốt rồi. Với phiên bản mà sơn bóng á, là 41.500.000. Còn cái bản sơn mờ này á, là chỉ có 42.900.000 thôi. Là chiếc AB 125. Nó là dòng xe chính hãng Honda Việt Nam nha. Nằm giữa 4 chiếc xe nhập. Rồi, kế đến là Honda Scorpio. Chắc chắn là các bạn sẽ nói là tại sao mà anh lại nói xe quý ông mà chiếc xe này. Thực ra mình như mình nói ở đầu video, một chiếc xe khi sản xuất ra không có phải là chứ cho nam chạy không hay là cho nữ chạy không. Nhưng mà Honda sẽ hướng đến một số lượng khách hàng nhất định. Ví dụ như xe này á thì Honda thiết kế vừa vừa thế này. Nam chạy cũng được mà nữ chạy cũng được. Tuy nhiên thiết kế nhỏ gọn này thì dường như chúng ta sẽ đặt nó vào vị trí của những bạn nữ, đúng không? Cho phải đẹp. Nhưng mà quý ông mình chạy vẫn được bình thường. Trên đường vẫn thấy rất nhiều các bạn chạy mà cái giá của nó hiện giờ chỉ còn là 40.900.000 thôi. Còn cái màu các bạn đang nhìn thấy đó là 42.900.000. Toàn là 4x nhỏ không đó các bạn. 4x nhỏ không. Rồi, chiếc Vario tại sao nó nằm ở đây? Hiện tại thì so với cái lúc mà thời điểm mà nó mới vừa về tới Việt Nam, cái giá đâu đó gần 80 triệu. Thì cái giá của nó bây giờ xuống 4x triệu. Các bạn nghe có giật mình không? Xuống giá gần phân nửa luôn rồi. Chỉ còn có là 48.900.000 thôi cho bản CBS. Và cái bản ABS nó sẽ là 52.900.000. Đây là chiếc xe nhập khẩu từ Indo. Nếu các bạn muốn mua một chiếc xe của chính hãng Honda Việt Nam giống chiếc AB này, thì hiện tại chiếc Vario này cửa hàng vẫn đang bán giá cực kỳ tốt. Chỉ còn là 43.900.000 cho cái bản C, cái bản màu đen đó các bạn. Mình xin nhắc lại nha, 43.900.000 cho bản Vario chính hãng Honda Việt Nam. Tức là nó sẽ không có cái này nè, nó sẽ không có cái này. Các bạn chú ý ha. Đó là những cái mốc mà mình có thể lựa chọn. Tại sao mình lại nói là dành cho quý ông là như thế? Ví dụ như các bạn đã có gia đình rồi thì mình nên đi xe này. Nó sẽ hợp lý hơn các bạn, nó thực dụng. Ngồi thoải mái, không cần lên số côn gì hết. Chỉ việc là lên là chạy thôi. Rồi có thể chở thêm đồ. Ví dụ như là cái cặp của bé, một thùng sữa, rồi máng cà phê. Nói chung là rất nhiều món đồ mình có thể là mang theo, mang lên chiếc xe này. Đã có rất nhiều bạn trong kênh mình á, là đã nghe theo ý kiến của mình, quyết định thay vì chọn ôm tay thì đã chọn xe tay ga. Có nhiều bạn như thế rồi. Bạn đã nhìn ra được cái thực dụng của chiếc xe tay ga ha. Côn tay có thể là để một thời gian sau khi mình thoải mái hơn,
mình sẽ theo đuổi đam mê. Còn bây giờ mình cứ đến với chiếc tay ga trước cái đã ha. Các bạn nhìn nè, chiếc xe nào nó cũng có cái cốp phía trước, cốp phía trước, cốp phía trước. Còn không có cốp phía trước như AB này á, thì cái cốp khổng lồ phía sau. AB này cốp khổng lồ phía sau các bạn, rất là to. Các bạn xem nè, có thể gọi là khổng lồ chưa? Chứa rất là nhiều đồ ở đây. Rồi, bản này cũng có cốp phía trước. Bản này cũng có cốp phía trước luôn. Thì cái đời 22 nó khác ở chỗ là nó không có khóa thông minh nha. Nó chỉ có hai loại là có cái này nè. Đó, có cái này chứ không có cái này thôi. Còn đời 23 thì chúng ta sẽ có khóa thông minh, có cổng sạc. Tuy nhiên nếu các bạn thích cái mẫu 22 thì cái giá nó sẽ bằng với mẫu 23 này, tùy các bạn lựa chọn. Cụm đồng hồ nè. Đó, các bạn xem nè ha. Cụm đồng hồ nè. Phần đèn hậu. Động cơ là xài chung. Động cơ xài chung đó các bạn. Còn giá xe mình cập nhật cho các bạn là luôn luôn cam kết chính xác và đã có VAT. Tất cả xe tại cửa hàng Mai Duyên cũng như là hết Huỳnh Mạnh Tùng đều đã có VAT hết nha. Khi mua xe mình không cần cộng thêm bất kỳ một cái chi phí nào nữa hết. Các bạn chú ý ha, không bao giờ cộng thêm nha. Và thêm phần nữa là cửa hàng bây giờ sẽ có hỗ trợ làm biển số toàn quốc cho các bạn. Lúc trước thì ship xe toàn quốc rồi, bây giờ là hỗ trợ làm biển số toàn quốc luôn. Em tính dẫn con B ship trắng trước gác. Sau này mình sẽ cố gắng có thêm những cái video clip về top xe như thế này. Các bạn có yêu cầu so sánh thêm về dòng xe nào với xe nào thì có thể là mạnh dạn comment vào trong video này yêu cầu mình ha. Đó, đây là năm đại diện ưu tú trong cái tầm giá là 4X. Có những chiếc xe 4X nhỏ, siêu nhỏ luôn, chỉ có 40 triệu 900 ngàn thôi. Ví dụ như Honda Scoopy nè, ví dụ như Vario nè, đời 23 luôn nha, bản khóa chìa chỉ có 40 triệu 900 ngàn thôi. Còn chiếc AB mà những phiên bản màu sơn bóng chỉ có 41 triệu 500 ngàn thôi. Nói chung là toàn là 4X nhỏ đang có mặt ở tại cửa hàng. Về vấn đề ship xe và hỗ trợ làm biển số, các bạn vui lòng mình liên hệ với cửa hàng để được tư vấn chi tiết hơn. Ship xe chỉ với mức giá khoảng tầm 200 ngàn thôi, hay là ship toàn quốc cho mình đó các bạn. Nếu mà ship ra tới Hà Nội chắc tầm khoảng 700 nha. Còn nếu muốn ship tận nhà thì các bạn cứ việc alo cho cửa hàng, ship tận cửa luôn các bạn ha. Hỗ trợ làm biển số toàn quốc mà các bạn không cần có mặt tại cửa hàng. Bây giờ mình sẽ khép lại cái video này nha. Top 5 dòng xe tay ga giá 4X triệu cho các bạn. Xin chào các bạn nha.